Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đang ở ngoài biển mọi người ạ. Hôm nay mình ở ngoài biển đang xem mọi người đánh cá đây. Mình thì ở Sầm Sơn, nhưng ở quê mình thì có biển Sầm Sơn. Mọi người mà đi du lịch thì ghé qua Sầm Sơn mình chơi nha. Đấy, đây là mùa cá trích mọi người ạ. Cá trích thì đến mùa của nó thì rất nhiều nha. Đây, cua này, cua những bà bán rau đấy mọi người, bán rong, thì cá trích này, cá trích với cá lẩm mọi người nha, rất nhiều, đây đến mùa cũng thì mọi người chỉ việc rũ ra và lọc thôi. Cá trích này cũng ngon mọi người nha, cá trích này mình có thể là mình nướng này, nướng hoặc là mình hấp ăn cái mấy bánh đa nha. Không thì ai ăn được gói mình cũng thế làm gói này. Đúng rồi. Cá này làm gói ăn cũng rất ngon mọi người nha. Thường thường lấy cá biển ăn gói thì nó tốt. Vụ mùa bội thu. Năm nay có bằng năm ngoái không cô? Ao trong sông. Năm ngoái nhiều hơn năm nay đúng không? Rất nhiều. Nhưng hôm nay mình ra biển hơi muộn nên là chỉ còn có thấy có mấy ngàn thuyền này đang đánh về. Bên đây này, bên đây cũng được rất nhiều nha. Bên đây được nhiều bán gần hết. Đây là cá về là cái này chỉ có cá lẩm á cô. 25-30 nghìn một kg thôi đấy. Nhưng mà nó được mùa thì nó cũng rất rẻ. Mọi người ai có ăn cá trích thì báo mình cái này bao nhiêu tiền một cân luôn nhỉ? Sẽ đặt cho nha. Nhưng mà phải ở gần tới nhà, ở xa là mình không mua được đâu nha. Cá này thì nó sẽ cá nó sẽ bị hỏng. Đây là những chiếc thuyền để mọi người ra khơi đây mọi người. Nhìn nó nhỏ thế thôi nhưng mà công suất rất mạnh khỏe nha. Nó chở được cá gần 1 tấn luôn mọi người. Đây, mọi người ra biển mua cá ở đây này. Mọi người đang ra biển mua cá này về mọi người nướng hoặc là kho ăn. Đây là lưới ấy, cá đang ở trong thuyền đang rất nhiều mọi người nha. Đây là người dân gỡ đang rũ, đang gỡ chưa xong hết đây mọi người. Đang ở trong thuyền đang rất nhiều. Chỗ đây phải cái đến cái hàng tạ cá đấy mọi người ạ. Đấy, đây là biển Sầm Sơn nha. Đi Sầm Sơn đây là những lúc mà đây là chưa đến mùa du lịch mọi người ạ, thì nhìn nó đang rất chi là vắng vẻ. Nhưng mà khi mà đến mùa du lịch thì hầu như là đông kín luôn mọi người nha. Đấy, mọi người ai mà có thời gian du lịch thì đi du lịch thì qua Sầm Sơn mình ghé thăm Sầm Sơn mình. Sầm Sơn thì cũng có rất nhiều cảnh đẹp và rất nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử như đền Bà Triều, chùa Cô Tiên, đền Độc Cước và hòn Trống Mái, vân vân, rất nhiều địa điểm như có FLC Sun Group đang làm những dự án lớn. Đây là các người dân đang đánh cá. Đây là bên này là chú này đã đánh xong rồi, đang tháo lưới về đấy mọi người. Nhà đây cũng có ba cân trăm này. Mới ăn cho nó thông tứ đi này, lấy cho mới ăn ba cân đi làm bao đi. Mới ăn cho mất. Bao nhiêu cho tiền cái đi cho tiền cái. Cái này như thế nào? Lấy cho ba cân nào. Ai đi làm việc đâu? Ba cân này là các quay mà nha. Các quay này vào những dịp Tết gì đó thì nó có thể rơi đến 700.000 một ký và bình thường 500.000 một ký. Còn tình như thế bây giờ thì nó chỉ vào khoảng bao nhiêu tiền một cân coi? 300.000 một ký mọi người. Có tờ báo báo là các quay cái loài cá mà nửa triệu một kg gam là các quay đấy mọi người nha. Đây là cá trích. Người đang nó
bình thường mà mình mà bánh thì mình cũng hay mua các này về để nướng mọi người ạ, nướng hoặc là làm gỏi. Chắc là tí mình cũng sẽ mua vài cân để nướng. Hôm nay chỉ có mình cá chích. Ừ, mua cá chích trên này mà hôm qua thì xanh luôn. Ở biển là thích nhất là những được ăn những chú cá tươi xanh. Đây là thịt bông, cá này nướng rất ngon mọi người. Các quay trăm rưỡi bằng hoàn được đường đường mới về mọi người. Xin chào mọi người nhé. Mọi người có dịp thì hãy ghé qua Sầm Sơn mình chơi đi du lịch. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Cô đi hết thúng mà. Hết thúng à? Đúng rồi đấy. Cô đấy.